Hồi nào dạ. Ở đại gia, xin cảm ơn con tránh ra đi. Làm ơn làm phước đi. Làm ơn cho con tránh ra đi. Đại gia. Nè, đại gia, làm ơn. Nè, cô đơn à. Ê, tránh ra đi xin cái gì không biết nữa. Hiện tại làm ơn tránh ra đi. Ờ, cảm ơn. Đây nè, nè. Hết rồi, tránh ra đi. Nè, đi. Làm ơn cho con đại gia. Làm ơn đi. Làm ơn đi. Đại gia, đại gia. Làm ơn cho xin đồng đi, đại gia. Đi mà. Đói bụng quá, đại gia. Tôi xin đồng ơn đi. Khách quan rượu và đồ ăn lập tức mang tới ngay. Ồ, cảm ơn ạ. Tại sao không có chịu ăn ở ngoài kia rồi mới vô đây? Tôi thiệt là đói quá rồi. Chuyện gì? Ngươi làm gì vậy? Tiền nữ cái bang theo dõi chúng ta. Một lát nữa, các đạo sĩ của tòa nhân giáo sẽ tới đây luôn. Vậy phải làm sao? Chúng ta phải đi ngay. Hay à, bây giờ đâu thấy đi được. Phải để tôi tìm cách để đuổi họ đi mà. Nhìn gì vậy? Ta có cách rồi. Hả? Là cách gì? Cô muốn làm cô dâu hay không? Cũng là tại người đó. Thì là lực gần chết. Cách gì đâu không? Ngày hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Tại sao lại phải như thế này chứ? Họ đã cho chúng ta biết bao nhiêu vàng bạc, đủ để cho chúng ta sống cả năm. Nhờ cái biện pháp này có được hay không đó? Cách của Dương Quá nghĩ ra đương nhiên là được rồi. Nè nè nè, đại túc, đại túc à, đại túc. Làm ơn tránh ra đi, tránh ra. Anh làm ơn đi bà. Người tránh ra đi, không có đâu. Làm ơn đi bà. Không có đâu mà, tránh ra, tránh ra. Làm ơn đi. Làm ơn đó. Nè, họ nói cô giống như là ông cũng theo vậy đó. Làm ơn làm phước đi. Nè, mỗi người khiêng một cái kiệu mà còn mệt tới như vậy hả? Nè, xin kiệu. Mau đi. Ngươi làm gì vậy? Hay à, làm cô dâu không được thì làm ông mày đi. Thấy vậy? Tôi đi hết nổi rồi. Nương tử à, chưa gì mà đi hết nổi rồi sao? Ai là nương tử của ngươi? Ngươi đừng có nói bậy đó. Đi lâu như vậy, nói cho chút không được hay sao? Giờ mới không cảm thấy mệt chứ. Bây giờ không còn hơi để nói chuyện nữa. Ta thì là khát nước, chỉ muốn uống nước thôi. Được, nể tình ngươi là nương tử của ta. Để ta đi kiếm nước ngủ nghe ha. Ngươi. Hả? Sư phụ à, đi lâu như vậy tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi. Được rồi. Nè, gần đây có quán trọ không? Dạ không biết. Không phải là người ở đây sao? Tại sao không biết? Như vậy thiên cô, như vậy thiên cô. Bảo tôi bị bệnh rồi mà, nhưng mà chúng tôi không có tiền. Làm ơn cho ít tiền để chúng tôi đi hút thuốc đi. Cho họ đi. Nè. Cảm ơn thiên cô, cảm ơn. Như vậy, xin lỗi, có nhìn thấy một cô gái thọt chân và một chàng thanh niên trẻ không? Ở trên đường đi không có người nào cả. Nhưng mà ma ở đây nhiều lắm. Ma nhiều lắm. Gái ăn mày kia, còn dám nói bậy nữa bà hả? Đi mau đi. Đi. Cẩn thận nha. Qua sơn giả lãnh nó đâu có đại phu. Ê,
ra tay giúp đỡ. Nếu như muốn sống thì đừng có can thiệp vào chuyện này. Ta đã nhúng tay rồi, không thể bỏ qua. Đồng tà là cái gì của ngươi? Sợ rồi hả? Ở đó có hai con ngựa, đi mau. Dám mà cắp ngựa. Đại tướng quân, có chuyện gì từ từ nói. Hai con ngựa này đây chúng tôi không phải ăn cắp đâu, là người bạn đã tặng chúng tôi. Cần số bác quán gì ở chỗ nào? Các ngươi là đồng bộ gián, lập tức xuống ngựa chung trái đi. Chúng tôi nói rồi mà, không phải là ăn cắp, chỉ mượn xe đỡ mà thôi. Xin tránh ra giùm. Đồ hàng, chiến mã quân đội không thể để cho các ngươi mượn dùng. Bắt lại. Tôi không, ta biết những người là đại quan gì cả. Ta lặp lại một lần nữa, không có gấp nữa các người, đừng làm nhục chúng tôi. Tổ ra. Buông tay, ai cho các người ra tay? Xem ra hai người bề ngoài tuy bẩn thỉu nhưng không giống những kẻ làm điều gian trá. Nhưng tại sao lại đi ăn cướp vậy hả? Lúc nãy chúng tôi bị người ta truy sát, có cái gì nữa hiệp ra tay giúp đỡ, cố gắng chúng tôi lên người bỏ chạy. Thật sự như vậy, tốt nhất là các người nên tin đi, không tính đành chịu thôi. Vậy tại sao phóng độc trong làm hại tướng lãnh của ta? Hắn ám tiễn hại người trước, hồi nữa hắn hiếp một người con gái đã bị thương hả mà. Cho nó bài học cũng là việc đứng đắn đàng hoàng. Được, ta nghĩ nhà ngươi là một người nói có lý, ta nể mặt nhà ngươi. Hãy thả ta ra đi, ta lập tức đưa thuốc giải. Nè, ngươi sử dụng ám chế gì hả? Đó là Ngọc Phong Châm. Đừng nói là ta không cho biết nha, chắc là bức tranh châm lợi hại ghê lắm. Nếu như không cho uống thuốc giải, nửa canh giờ nữa thôi hắn sẽ đi gặp Diêm Vương, biết chưa? Bao Châu, thả hắn ra đi. Dạ. Đại ca, tại sao lại gì hả? Đại ca. Ta muội gì đó hả? Phải rồi đại ca, tụi em nhận được phi cấp truyền thư cho đại ca, cho biết bệnh cũ của cha tái phát, chúng tôi lập tức tới Trung Nguyên. Tụi em ngựa không ngừng bước, lòng nóng như lửa, mau đưa tụi em đi gặp đi. Đúng vậy, cha đã được đại phu khám, đang tình dưỡng ở hậu đường. Thôi thì hai em tạm thời đừng làm phiền cha nữa. Nè, vị đại quan kia, anh em các người tâm sự hết rồi chưa hả? Có muốn cứu người hay không? Người đâu, phải đưa thuốc giả cho Yến tướng quân thực dụng. Dạ. Vậy xong ha. Cáo từ. Khoan đã. Lại có chuyện gì nữa đây đại quan? Có câu không đánh không quen biết. Bạn của người nếu gì đã bị thương, ta nghĩ người cũng mệt rồi. Nếu như không chê trách, hãy ở lại bản phủ để dưỡng bệnh đi. Sau đó lên đường cũng chưa muộn. Không lẽ em lại muốn bắt chúng tôi nữa hay sao? Hễ, huynh đài quá lời rồi. Đại ca của tôi đường đường là kinh lược ở tại Mông Cổ, và cha của ta là đại thần đương triều, có gia lực sở tài. Gia đình gia lực của chúng tôi nói chuyện không bao giờ nói ngược. Gia lục ta xưa nay xử sự công bình, không tỏ thiên vị. Cái chuyện ngày hôm nay ta cũng có chỗ không có đúng. Tiểu huynh đệ, đừng có để trong lòng. Nếu chúng ta có duyên gặp mặt thì hãy làm bạn đi nha. Muốn làm bạn với chúng tôi hả? Ừ.
Xem ra hai người cũng chưa có bàn bất định. Lúc nãy ta ra tay đấu thử, vị huynh đệ này võ công phi phàm. Đại ca ta mong mỏi cầu tài. Thôi vậy ở đây trước đi, rồi tính sau. Cảm ơn lòng tốt của các người. Để ta bàn lại nương tử ta trước hả? Ai là nương tử của ngươi? Nè tới đây. Nè qua đây. Nếu còn gọi ta là nương tử ta sẽ đánh ngươi. Nè nè, có muốn đi hay là không đi? Dĩ nhiên là không đi. Họ có thành ý như vậy. Hơn nữa chúng ta lại không biết đi đâu. Ở lại đây ăn một bữa cho nó no rồi đi cũng không có muộn. Nương tử thông minh quá à. Nha, ngươi. Không được. Nương tử của ta kêu ta ở lại. Vậy ta ở lại. Vậy thì tốt quá. Ê, qua đã. Chúng ta không thể không ăn không ở không đâu. Chỉ giải quyết thôi. Các người ở lại đây làm cần thân thị vị của bổn hoàng. Như vậy khỏi cần ngại nữa chứ. Tại hạ Gia Lục Tề xin hỏi huynh cao tánh đại danh. Tại hạ Dương Quá. Dương huynh đệ khỏe không? Ây da, đồ ăn lúc nãy thật là phong phú quá. Ây da, ăn no rồi à, ngủ một giấc cho đã. Ừ, da thiệt là. Nè nè nè, ngươi ngủ ở đây, vậy ta ngủ ở đâu? Ừ. Hey, ngủ chung đi. Ai mà ngủ chung với ngươi? Cũng là tại ngươi, cứ nói cho người ta biết ta là nương tử. Ngươi coi bây giờ nè, phải ngủ chung một phòng. Có chuyện gì? Qua đây. Nhà, ai vậy? Hay à, họ bên mặt lại, đâu biết là ai. Gia Lục Sở Tài, gia thù quốc hận, hôm nay giết phát một lượt. Nạp thân. Mắt lại đi. Này cha không sao chứ? Cha không có sao. Cha không có sao. Chết rằng, là một người Hán lại làm gì cho Mông Cổ? Nhị ca, lại là cổ nữa. Ta muốn. Đã nhiều lần tới đây tầm thù, tại sao như vậy? Hai tàu quyết khải tầm thù, nhất định phải làm sạch mới được. Được, muốn đánh phải không? Chúng ta dùng ba chiêu trước, nhưng mà tôi dùng tay phải đánh với cô. Nếu mà trong vòng ba chiêu, buộc tôi phải dùng tay trái, có nghĩa là cô thắng. Được. Gia Lục Tề sử dụng võ công phái còn chẩn. Người nói cái gì? Chuyện bên trong cô không biết đâu. Nè, hát qua đi. Cô nương, ba chiêu đã qua rồi, chịu thua đi. Tài đã rơi vào trong tay của người, muốn giết thì giết, đừng có nói nhiều. Nhị ca của tài đã khoan hồng độ lượng với người, người lại vô lễ đối với ảnh. Ở đâu giết chết cậu? Ê! Thôi đi, cô đi đi. Nhị ca. Ta mùi. Nha. Nhị đệ, nữ thích khách đâu? Đệ đã tha cho cô ta rồi. Đại ca, cha không sao chứ? Quỳnh đã cho cha uống thuốc, lúc nãy sợ lắm, bây giờ không có sao. Nhị ca, anh thả cổ đi, làm sao biết cổ không tới đây để thích sát nữa. Ta muội, cô đó tâm địa hiền lương, cho cô thăm con đường sống đi. Đại ca, không có trách đệ chứ? Ta không có trách đâu, nhưng mà bây giờ thả hổ về rừng, hậu quả vô cùng. Lúc nãy cũng may nhờ Dương Quá tiểu đệ bảo vệ cho Quỳnh và cha, nếu không hậu quả không ngờ trước được. Hả? Tiểu huynh đệ đâu? Chắc là mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi. Nhị ca, tối nay chúng ta thay phiên canh gác, nếu không giáng nhân bệnh quay lại thì nguy lắm. Huynh nghĩa của ta không có trở lại nữa đâu. Không trở lại nữa, trừ phi cố là tẩu tẩu của muội. Hey, đừng có gây nữa, chúng ta vào thăm cha. Nha, chờ ta với. Công tại cô đó nghe.
đi chậm quá. Nhớ tôi còn chưa có lệnh mà, đương nhiên là chạy chậm rồi. Sao người lại hồi hộp tới như vậy? Có phải đối tượng người ta không? Nương tử à, làm sao thương cô ta được? Quỳnh đã có muội là nương tử rồi mà, không có thương người khác nữa đâu ha. Nè nương tử à, không mấy nương tử đi chậm làm chút đi ha. Ta dùng khinh công để chạy theo cổ, sau đó chúng ta gặp mặt ở phía trước hả? Nha thằng ngu. Ai đó? Cô nương, đừng có tới đây. Tới đây ta sẽ giết người. À, cô nương, không ngờ cô nương đẹp như vậy mà tối ngày cứ muốn giết người này người giết người kia. Hây à, tôi thật sự là không hiểu cô. Chó săn Hán tộc chỉ bán mạng cho người Mông Cổ kia, ai cũng có thể giết chết được. Hả? Cô đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi bị họ bắt mà. Ai mà tin ngươi? Ai biểu ra đây xui xẻo, làm mất lòng của họ. Gia Luật Tấn kêu ta làm tùy tùng cho hắn ở trong phủ. Đúng ra ta đang muốn trốn, nhưng mà bạn của ta bị thương, cho nên đành phải tương kế tụi kế, tạm thời khuất phục họ. Đợi vết thương của bạn ta lành lại, ta sẽ tìm cách để mình liệt khỏi họ. Quân không chịu tin à? Xem ra ngươi và vị cô nương kia cũng không giống như người xấu. Tuy nhiên chuyện có nhà ngươi vô can với ta, ngươi đi theo ta có ý định gì? Ta vẫn không hiểu, tại sao có ba lần muốn lượt muốn giết tên Gia Luật Sở Tài vậy? Chuyện này vô can với ngươi, đừng có hỏi nhiều. Phải, ai biết tôi giờ cô bình thủy tương phùng, nhưng mà lúc nãy tôi nghe cô nói là cha mẹ cô bị bọn chúng hại chết. Sau khi tôi nghe xong, tôi cảm thấy tôi và cô còn chút tương lần nữa. Tại sao? Cha của tôi bị người ta hại chết. Lúc đó thì tôi còn nhỏ. Mẹ tôi đã vừa nói cho tôi biết người hại cha của tôi là ai. Sau đó mẹ tôi cũng chết luôn nữa. Cho giờ tôi thật sự không biết người nào đã giết chết cha của tôi. Cho người biết, cha của ta là mệnh quan triều đình nhà Kim. Sau đó Mông Cổ nổi dậy tấn công Kim quốc của ta. Tên Gia Lục Sở Tài chính là hắn thống lãnh binh mã tấn công vào cung đình của ta, giết chết cả gia đình của ta đó. Còn ta, ta may mắn trốn thoát. Thời gian trôi qua, thời gian tìm cơ hội để giết chết cả gia đình Gia Lục. Nói sao vậy? Để mà cho gia tộc giảng nhà của ta. Bây giờ em không được, ta thật là vô dụng. Mẹ vô, đừng làm vậy. Cô nương, cô còn có Gia Luật nữa hay không hả? Gió công của ta tỉnh, không có lại bọn chúng. Vũ công thay thà, tôi đả bất quân thầm nữa. Thôi vậy nha, tôi cho nhìn 3 chó, nhìn xuyên là giải quyết Gia Luật về. Tôi giết cô giết định thắng. Thật gì hả? Cô giết Gia Luật về sau, giết Gia Luật về giết luôn Gia Luật Tấn, giết luôn Biển. Còn nếu như muốn trở tài hả, dễ như trở bàn tay. Lại là cô nữa. Ta bất phục, đêm nay đánh thêm một trận với người. Giảng nhai cô được, nếu như cô muốn tỉ võ thì là không khác biệt. Cô về đi. Ta muốn tỉ võ với người, đêm nay ta muốn giết chết người. Giảng cô được, tôi thật sự không muốn làm hại cô đâu. Cô hãy đi đi. Công tử Gia Lục, chúng ta đánh thêm 3 chiêu. Chỉ cần tôi có thể buộc ông sử dụng tay trái, ông sẽ thua. Tùy tôi chém giết, thế nào? Cô được, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi.
Tôi không phải cố tình khinh thường cô mới dẹp qua tay trái. Thật ra tay trái của tôi càng linh hoạt hơn, không muốn làm hại cô. Đừng có nói nhiều, chết chưa đi. Cúi lên, cúi lên. Vậy bị thua. Người đã dùng tay trái bắt lấy tay của ta, cho nên ta đã thắng. Tôi không đi ngược với lời chứ. Nhưng tôi hy vọng sau khi giết chết tôi, đừng có tới hành thích cha của tôi nữa, cùng đại ca của tôi. Thôi đi, ta không muốn giết người. Sư tỷ xông vào trong cổ mộ, quá nhi đã nguyện sống chết cùng với ta mà. Quá nhi, ta thật sự rất lầm quá nhi rồi. Không, ta nhất định phải tìm quá nhi.